Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một dự án mới tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này, giá chào bán từ 2 tỷ 750 triệu đồng. Ngõ trước nhà 2 mét cách với trục đường ô tô đây quý vị ơi. Đây, nó chỉ khoảng tầm 20 mét thôi. Mời mọi người theo em vào vị trí của cái căn nhà này nha. Từ vị trí của cái căn nhà này cách với lại Vinhome Smart City nó chỉ khoảng tầm 300 mét thôi mọi người ạ. Đi lại vô cùng thuận tiện, gần như là cạnh với lại Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, gần với lại tất cả những cái tiện ích sinh hoạt. Từ vị trí của cái căn nhà này đi ra tới bến xe Mỹ Đình nó chỉ khoảng tầm 4 cây thôi mọi người ơi. Rất là tiện, vô cùng tiện mọi người ạ. Đây, với căn nhà này đây, Ngọc Ánh quay gửi tới quý vị mọi người nha. Đã bán gần như là hết rồi mọi người ạ. Đây là Ngọc Ánh quay căn trong cùng để gửi tới quý vị. Với căn nhà này, diện tích 30 mét vuông, thiết kế và xây dựng là 5 tầng mọi người nha. Giá chào bán 2 tỷ 750 triệu đồng. Bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đây, ngõ trước nhà. Thực ra là ngõ trước nhà này khoảng tầm được 2m2 mọi người ạ. Đấy, đã được lát gạch đỏ hết rồi. Căn nhà này đã được hoàn thiện xong xuôi đầy đủ, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay mọi người nhá. Bao toàn bộ phí thuế, có thương lượng. Căn nhà này với phần mặt tiền của ngôi nhà thì được chủ đầu tư ốp toàn bộ đá granite cho mình. Với phần cửa chính thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính. Mời mọi người theo Ngọc Ánh vào phần tầng 1 của ngôi nhà. Đây mọi người ơi, với phần tầng 1 phòng khách của ngôi nhà đã được hoàn thiện chỉnh chu đầy đủ. Ngoài cái phần cửa chính ra thì còn có một cái cửa sổ nho nhỏ ở phía bên hông này nữa mọi người nha. Đó, mặt tiền của ngôi nhà này 4m2 mọi người nha, rất là thoáng, rộng. Và hướng của cái căn nhà này là hướng đông bắc quý vị ơi. Cái căn nhà này Ngọc Ánh review rất là cụ thể, rất là chi tiết cho quý vị. Thì như nhìn trên thực tế video mọi người nha, căn nhà này nó hơi bị chéo một chút so với thửa đất của chủ đầu tư mua vào và xây dựng y như trên thửa đất mọi người ạ. Tuy nhiên thì nó không ảnh hưởng gì đến cái căn nhà này hết. Bởi vì sao ạ? Tất cả những chỗ chéo này chủ đầu tư đều thiết kế rất chi là hài hòa, đáp ứng đầy đủ công năng từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà. Đây là phần tầng 1 thì Ngọc Ánh sẽ giới thiệu rất là kỹ tới quý vị. Và phần chéo này thì ở đây chủ đầu tư thiết kế ở đây toàn bộ là cái không gian phòng bếp quý vị nha. Đó, tủ gỗ thì thiết kế là tủ gỗ An Cường, phụ kiện bếp đi kèm đều là chất liệu inox 304. Chậu rửa, vòi rửa đều được lắp đặt đầy đủ ở đây, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt rồi mọi người nha. Từ vị trí này mà đi ra tới cầu vượt Tây Mỗ mọi người ạ, nó chỉ khoảng tầm 400 mét thôi. Ngọc Ánh xin nhắc lại mọi người nha, rất là tiện, đi lại vô cùng tiện. Ngay ở phía cạnh nhà mình là có cái chỗ để xe ngày đêm thoải mái mọi người ạ, để xe ô tô ngày đêm thoải mái, rất là tiện luôn. Đó, với cái không gian phòng bếp đây, chéo nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý, chủ đầu tư đã lắp cho mình hút mùi rồi mọi người nha. Xung quanh mặt bếp thì là ốp đá đen granite và xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp. Đó, tủ thì là thiết kế hai cái màu là chủ yếu cái tông màu trắng và tông màu nâu, nó rất là phù hợp với cái ngôi nhà này, nhìn nó rất là sáng, không gian phòng bếp. Đồng thời với cái phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách thì ở đây chủ đầu tư có thiết kế cho mình một cái kệ vách CNC. Đồng thời đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn, nó có một cái tủ ở phía bên dưới. Đó, thực ra với cái diện tích 30m như Ngọc Ánh hay quay gửi tới quý vị thì mọi người biết rồi, nó không phải quá rộng mọi người ạ. Nó không phải quá rộng, quan trọng mỗi nó là cái vị trí bất động sản đi lại có thuận tiện hay không và có đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho quý vị hay không thôi. Ngoài cái phần tầng 1 phòng khách và bếp thì còn có một cái căn phòng vệ sinh. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Phòng vệ sinh đáp ứng công năng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà quý vị nha. Đó, cái căn nhà này ngõ nông đi lại vô cùng thuận tiện. Vị trí nó thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Giá bán 2 tỷ 75, nhiều khi Ngọc Ánh cứ phải nhắc đi nhắc lại. Bởi vì cũng có một số anh chị cứ nhiều khi không nghe hết mà cũng chưa nghe đến cái phần giá ấy. Thì mọi người ơi, mọi người xem video của Ngọc Ánh thì cứ đừng tua nhá. Cố gắng theo dõi Ngọc Ánh review từ tầng 1 cho tới tầng 5 của ngôi nhà, xem ngôi nhà nó có thiết kế phù hợp với lại mọi người hay không, cái vị trí đấy nó có ok hay không nhá. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc cổ bậc cầu thang là toàn bộ là ốp đá đen trắng mọi người nha. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào.
ơi, Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 rồi. Cái hành lang đi vào phía cái căn phòng này rất là rộng mọi người nha. Đây này, hành lang ở đây phải tầm 2 mét mọi người ạ. Đó, 2 mét hành lang rất là rộng rãi. Trên phía tầng 2 thiết kế như thế nào ạ? Với cái căn phòng ngủ tầng 2 thiết kế như sau. Một cái căn phòng ngủ rất là rộng, rất là vuông vắn như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi. Thực tế nhà có sao Ngọc Ánh quay như thế, nó có phần chéo ở phía cuối mọi người ạ. Nhưng mà chủ đầu tư thiết kế trên phía tầng 2 đây, như thực tế mọi người có thể nhìn phòng ngủ vuông thành sắc cạnh, rất là dễ dàng kê đồ nội thất đáp ứng cái công năng sử dụng trong căn phòng của mình. Đây, với căn nhà này có ban công mở hướng ra đây, vô cùng thoáng mọi người nha, hướng đông bắc cũng rất là mát quý vị ạ. Đó, quý vị nào đang tìm hướng đông bắc mà đang tìm gần với lại Vinhome Smart City, gần với lại cái trục đường mà đi ra tới bến xe Mỹ Đình, thì căn nhà này rất rất đáng để quý vị lựa chọn, bởi vì cái giá cả của nó cũng phù hợp so với cái cùng khu vực mọi người nha. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ lim. Đó, ở dưới chân của Ngọc Ánh đang đứng ở đây, nó là sàn gỗ công nghiệp mọi người ơi. Sàn gỗ công nghiệp đây mọi người có thể nhìn thực tế nhá, căn phòng rất là vuông vắn. Và nó chéo ở đâu ạ? Nó chéo ở trong phòng vệ sinh quý vị ạ. Đây, thực tế luôn là nó có hơi bị chéo một chút so với lại cái vị trí căn nhà này. Đây, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, quạt hút mùi, lavabo bàn đá đáp ứng đầy đủ công năng cho quý cô chú, quý anh chị sử dụng. Với cái phần cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó, xung quanh cái nhà vệ sinh này thì được ốp toàn bộ là gạch 30-60, rất là sạch sẽ và cái màu sắc thì nó rất là nhã nhặn nha quý vị. Mời quý thân chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nha. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế nó cũng tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Cũng là một căn phòng ngủ riêng biệt. Tuy nhiên ở phía trên tầng 2 này thì chủ đầu tư không lát sàn gỗ nữa, thay thế vào đấy là chủ đầu tư lát gạch kích thước 60-60, vân gỗ, nhìn cũng rất là hợp. Đây, toàn bộ các phòng đều có đầy đủ ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa rồi mọi người nha. Và các căn phòng ngủ thì đều được thiết kế trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ riêng biệt từng đồng hồ. Mọi người cứ yên tâm là những cái căn nhà như thế này bây giờ chủ đầu tư thiết kế và xây dựng toàn bộ đều là móng riêng, tường riêng và cột riêng nha anh chị. Đó, và căn phòng ngủ ở phía tầng 3 đây thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Đầy đủ công năng, bồn cầu, lavabo, hệ thống sen tắm đáp ứng cho quý vị những cái tiêu chí sử dụng phù hợp theo từng tầng. Đi lại thì giao thông rất là thuận tiện. Quan trọng nhất nó là vị trí bất động sản nó quyết lên cái giá thôi mọi người nha. Cửa thông phòng đây. Đây là tầng 3 rồi, Ngọc Ánh xin mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà nhé. Quý vị ơi, với tầng 4 của ngôi nhà đây, thiết kế tương tự như tầng 3. Như vậy, với 5 tầng sử dụng của ngôi nhà mà bước chân lên trên phía tầng 4 đã có 3 phòng ngủ riêng biệt, 4 phòng vệ sinh rồi quý vị nha. 4 phòng vệ sinh đấy ạ. Phòng vệ sinh phía dưới tầng 1 này, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Đó, 4 phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị gần như là 5 tầng thì là nó sử dụng được 150m mọi người ơi. Đó, giá vô cùng hợp lý. 150m sử dụng. Phòng ốc rộng rãi, các phòng đều có cửa sổ thông thoáng, tất cả các phòng đều được lắp trần thạch cao cũng như là ống chờ, dây chờ, át chờ điều hòa. Đây, nhà vệ sinh phía tầng 4 cũng vậy. Đầy đủ công năng, đầy đủ thiết bị vệ sinh đáp ứng nhu cầu sử dụng theo từng tầng. Và phần còn lại của ngôi nhà là tầng 5. Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video để theo dõi nốt xem căn nhà này thiết kế có ok không nhá. Với tầng 5 của ngôi nhà, khi mà Ngọc Ánh vừa bước chân lên đây, quý vị có thể nhìn thực tế ở đây, Ngọc Ánh review rất cụ thể nha. Có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đây, mặt bậc của bậc cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 đều là ốp đá đen trắng. Và hệ thống tay vịn cầu thang đây quý vị nha. Đó, và trên cái căn phòng tầng 5 này thiết kế như thế nào? Tầng 5 ở đây Ngọc Ánh đang đứng là chủ đầu tư thiết kế cho mình cái khu vực phòng thờ mọi người ạ. Đấy, đấy cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Phòng thờ riêng biệt, 3 phòng ngủ lớn, phần còn lại sân phơi. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Wow, rất là thoáng quý vị nha.
rất rất là thoáng luôn. Đấy, từ căn nhà này có thể nhìn thấy trung tâm thương mại Vincom Megamall mọi người nha. Và kia phía tay Ngọc Ánh đang chỉ đây mọi người ơi, đó chính là Vinhome Smart City quý vị ạ. Với cái căn nhà này, vị trí này thì quý vị có thể được sử dụng những cái tiện ích công năng, những cái tiện ích nội khu mà cái dịch vụ Vinhome mang lại, với cái giá bán 2 tỷ 750 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, với cái hướng nhà là hướng Đông Bắc, vị trí là thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đứng từ vị trí nhà này có thể nhìn thấy Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ nha quý vị. Vậy thì quý vị còn chần chờ gì mà không bốc máy lên gọi điện cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho quý vị, chọn lựa cho quý vị được những căn nhà ưng ý nhất. Mọi người nha, theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like, share để ủng hộ em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.